hiệu, 3 con heo, 1 áo mưa dùng 1 lần. Để thêm nổi bật, chúng tôi còn đính lên bộ trang phục như chiếc lá tre, biểu tượng của làng quê Việt Nam. Áo dài là nét văn hóa tiêu biểu, là niềm tự hào của dân tộc ta. Tuy mỏng mạo, giản dị, nhưng nó đã góp phần tôn lên vẻ duyên dáng, huy mị của người phụ nữ Việt. Với bộ trang phục này, chúng ta không những hạn chế được một lượng lớn rác thải thải ra môi trường, mà còn gìn giữ được nét văn hóa đặc trưng của Tổ quốc thân yêu. Bộ trang phục lon summer đang khoác trên vai siêu mẫu anh bầu với body 6 múi. Các nhà thiết kế tài năng của tập đoàn người Anh chúng tôi đã kết những chiếc lon rất ngọt lại với nhau tạo nên chiếc áo này. Thật đơn giản không các bạn? Hãy nhìn xem siêu mẫu của chúng ta thật là ngầu. Nếu như các bạn có nhu cầu mua chiếc áo style này, hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ 1900100 có. Chúng tôi xin bảo đảm sẽ bán cho các bạn sản phẩm vừa ý vừa túi tiền. Bên cạnh đó, chúng tôi còn có nhiều chương trình khuyến mãi đặc biệt, đó là tặng kèm một giờ bán khi mua một sản phẩm. Chương trình chỉ áp dụng cho 10 khách hàng đầu tiên, nên các bạn hãy nhanh tay lên nhé. Ngoài việc tái chế sử dụng, túi ni lông còn là một nguyên liệu may áo tuyệt vời.
Mời mọi người hãy cùng hướng lên sân khấu để xem gương thiết kế của chúng tôi. Bộ trang phục dạ hội này được Hot Girl Wendy Thảo lựa chọn để tham gia trình diễn vào cuộc thi người mẫu của cô ấy. Bộ trang phục được làm từ 100% túi ni lông. Cái mà con người chúng ta thường không là bỏ đi. Các bạn hãy nhìn xem, dù được làm từ đồ bỏ đi, nhưng giờ đây, sau khi tái chế, nó đã trở thành một bộ trang phục lộng lẫy, thu hút biết bao ánh mắt của mọi người. Chúng ta hãy đổ một tràng pháo tay thật lớn để cổ vũ, tăng thêm động lực cho Hot Girl Wendy Thảo có thể tự tin thể hiện vẻ đẹp của cô ấy. Bộ sản phẩm cuối cùng chúng tôi muốn giới thiệu đến các bạn là bộ trang phục mang tên Thùng Rác. Chỉ cần có bìa cát tông và một ít vật liệu dùng để trang trí như báo hoặc có thể là giấy thủ công là bạn cũng có thể tạo ra chiếc áo này. Thông điệp chúng tôi muốn gửi đến các bạn thông qua bộ trang phục này là hãy bỏ rác vào đúng nơi quy định. Mỗi lớp nên có 2 thùng rác, một là để đựng rác có thể tái chế, một là đựng rác không thể tái chế. Đừng vì một phút người của bản thân mà làm ảnh hưởng đến bạn môi trường đã cống hiến hết mình cho chúng ta, các bạn ạ. Các bạn sẽ chú ý theo dõi. Chúc hội thi thành công tốt.